này lại mất mất ra tiền lại đâu. Dần thân chị hại đẹp đẹp lắm. Thầy này cứ nói ngược đấy. Nói của thầy là phải nói thế thì mới kiếm được tiền. Quay ra, quay ra. Thank you.
Mẹ ơi, lâm mi
Rồi chào công diễn ra cho
nhờ mẹ con người về đây. A Di Đà Phật, mẹ con đổi về chùa. Ôi giời. Sao trời. Ha 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 ha. Ơi. Ơi. Phải xung quanh không. Ai biết là ai. Phải xung quanh chứ không thì ai biết là tôi là ai. Tôi này vẫn là người ngày ngày tôi đã cách qua sông anh em sớm lắm cả người làm cách qua bây giờ nhân lúc cách qua thì chưa có tôi hát vào trung tâm làm bát cơm lúc nào. Thì mấy lượt ăn quán chuối. Ô vàng 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 thank you.
tam giác cả đấy. Kính thưa Hương Hồn Mù Lê Thị Gần, cụ đã tạ thế theo về tiên tổ hồi 12 giờ 15 phút ngày 21 tháng 8 năm 2007, tức là ngày 9 tháng 7 âm lịch. Từ sau khi cụ tạ thế đã được các con các cháu túc trực bên linh cữu của cụ. Ngày 22 tháng 8 năm 2007, tức là ngày 10 tháng 7 âm lịch, con cháu họ hàng nội ngoại ba bề bốn bên long trọng thành kính tổ chức tang lễ cho cụ nghiêm trang và kính trọng. Kính thưa Hương Hồn Mù Lê Thị Gần, trong ngày tổ chức tang lễ đã được họ hàng nội ngoại, nội tộc ngoại tộc các bên tổ chức đến kính viếng cụ, anh em con cháu gần xa đến viếng cụ, các ông bà thông gia với cụ, với con cháu của cụ, anh em bạn bè thân bằng cố hữu đến kính viếng cụ. Đặc biệt được đoàn thể, đoàn đại biểu của đảng chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trong thôn đến đặt vòng hoa kính viếng Hương Hồn cụ, được các cụ bà đến làm lễ tụng kinh cho Hương Hồn cụ được siêu thoát về nơi thánh đàng, được các cụ ông, được các cụ, các ông các bà trong xóm trong làng đến thăm viếng. Đó là những nghĩa cử tình cảm, tình làng nghĩa xóm, tình anh em con cháu thân thương và kính trọng nhất. Thay mặt cho ban tang lễ tang quyến, cho phép tôi xin chân thành được cảm ơn đến cấp ủy đảng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội của thôn, cảm ơn các cụ bà, các ông bà, anh chị em trong thôn thông gia của cụ, thông gia của con cháu cụ, các ông bà trong làng, tình làng nghĩa xóm, các anh em hội đồng viên với ông Út là con trai của cụ. Cảm ơn bà Thi đã chỉ đạo và cùng bà Đục đến thăm hỏi chăm sóc cụ lúc còn ốm lâu. Khi cụ mất, hai bà lại cho các con các cháu đến túc trực bên linh cữu cụ và cùng gia đình họ nội ngoại tổ chức lễ tang cho cụ. Cảm ơn các ông bà anh chị em ở huyện Thủy Nguyên Hải Phòng là anh chị em và là cháu của cụ, những khi cụ ốm đau đã về thăm hỏi, và khi cụ qua đời tuy đường xá xa xôi nhưng đã khắc phục khó khăn tổ chức một đoàn gần 20 người đến cùng gia đình và nội ngoại tộc tổ chức lễ tang cho cụ và lễ an táng, đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi cũng xin thay mặt cho tang quyến, trong lúc tang gia bối rối có gì sơ suất và khiếm khuyết, xin được các cụ, các ông, các bà trong xóm, chính quyền địa phương, các ông bà thông gia của cụ, của con cháu cụ, các anh em thân bằng cô hiếu gần xa lượng thứ, và sau khi cử hành tang lễ đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng được mộ yên mã đẹp, xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà và chính quyền địa phương, anh em trong đội tang lễ cử hành của địa phương về gia đình uống nước. Và một lần nữa xin chân thành trân trọng cảm ơn. Đến nay đã sắp đến giờ làm việc của chính quyền địa phương và ban tang lễ địa phương, xin phép cho con cháu họ hàng nội ngoại về gần xa làm lễ cụ lần cuối. Giờ làm lễ cụ bắt đầu. Xin giao
còn lại là quyền hành cho chính quyền địa phương. Mời các anh lên làm việc. Đã đến giờ cử hành tang lễ, xin mời tất cả các quý khách cùng thành kính dâng lễ. Kính thưa hương hồn phục lên Lê Thị Cần, kính thưa tam chủ cùng tam quyến, thưa các quý khách xa gần thân bằng cố hữu cùng toàn thể nhân dân trong thôn có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Cụ Lê Thị Gần sinh năm 1923 tại thôn Dực Liễu, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Quãng đường xa xôi trên 100 cây số do cái duyên số hai cụ đã đến với nhau và đã sinh ra được 3 người con, 2 người con gái và 1 người con trai. Trong 5 tháng kinh tế khó khăn, cụ phải bươn chải buôn bán nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Trong suốt những 5 tháng lúc sinh thời, cụ và gia đình đều chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định và hương ước của địa phương đề ra. Cụ tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương. Cuộc đời của cụ sống thật thà và giản dị. Cụ đã được các con cháu yêu quý, anh em làng xóm trân trọng. Nay do tuổi già sức kiệt, cụ đã tạ thế vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 21 tháng 8 năm 2007, tức là ngày 9 tháng 7 âm lịch. Cụ hưởng thọ 86 tuổi. Lễ viếng vào 12 giờ ngày 22 tháng 8 và lễ an táng vào 5 giờ 30 ngày 23 tháng 8 tại nghĩa trang quê nhà. Là một tổn thất lớn với gia đình, các con, các cháu mất đi một người bà, người mẹ hiền dịu, anh em họ hàng, làng xóm mất đi một người thân thích, các chi hội mất đi hội viên tích cực. Hôm nay, trong giờ phút đau buồn này, đứng trước linh cữu của cụ, trước lúc cử hành an táng, đưa cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt cho ban tang lễ địa phương, xin đề nghị các quý khách cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ để một phút động niệm cầu cho hương hồn cụ ở dưới suối vàng được siêu thoát với thế giới bên kia, nơi của thần tiên cực lạc. Một phút động niệm, giờ động niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt cho ban tang lễ địa phương xin công bố giờ an táng được cử hành. Các bộ phận đã được phân công và làm nhiệm vụ. Thank you.
vẫn bắn được vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là 2 giờ. Giờ chúng ta phải bóng bóng. Oh,
gọi các không đúng nhà cháu gì cháu nói không đúng gì cầm quốc gia rồi dám vào ta bỏ vào đây ấy cho quá nhỉ.